xin mời quý vị đi hội ngát thi giao duyên nhé. Đây, các trai đang hát, mời các chị đây, các chị đang chuẩn bị hát rồi nhé. Đi sang đây nghe nào. Các chị ơi, các trai ở trên kia đông lắm, lên hát đi. Mà bọn cái này không hát à? Hát đâu. Cái hai cô kia nghỉ rồi, lên hát đi nhanh. Còn mà đấy, ở trên kia 10 người đi, bây giờ chỉ cần chờ các cái lên là hát ngay đó. Hả? Ai bảo đi hát? Các chú kia bảo là xuống gọi mấy chị này lên đi. Ừ. Đi lên. Nhưng mà các chị này lên ơi. Ê, xin người. Nhưng mà con trai chủ con trai chủ động chứ con phải chủ động, nhưng mà mình thấy mình phải lên gần gần đấy, mình đến gốc cây kia mới được à? Thế đứng ở dưới đường thì làm sao mà hát được chị? Đứng ở dưới đường này ồn lắm. Lên đi. Mình giả vờ lên mình hái mấy bông hoa đấy thôi. Mấy cái bà thôi sẽ ra. Mình lên hái bông hoa xong là các chú cho mời thôi. Ma thân ma. Lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Bảo gọi mấy chị ở đường kia nguy hiểm lắm, chật tắc đường rồi bảo thế. Lên đi. Các chị lên đi. Mấy cái bà kia là không hát nữa. Không hát rồi. Lên đi nhanh. Úi, đua cả dân rồi. Tắc kia bên đây tại đang nít nữa. Tắc đường, tắc đường. Thật mà. Bảo mấy chị lên đây, chỗ này rộng hơn, bảo thế lên đây chơi thôi cũng được. Đi. Về chưa? Vui đèo nữa anh. Đi á, cứ đứng đây. Xuống đây nghe các chú đây hát một tí nào. Còn hát không ạ? Các chị ơi, các chị ngồi gần nhau cho em quay một tí nhé. Cay một tí làm kỷ niệm nhỉ. Chú nhỉ? Cay một đĩa nhỉ? Hay là chú sang đây? Hay là chú ngồi sang đây nhá? Bà biết phân ra, bà biết phân cái đó. Tần. Bà biết phân. Tần này, đi sang đi. Thế hai chú sang đây đi. Trắng trưng bà thí là cấy láo á? Vâng ạ. Có bà thí mới cấy con gà không? Đi hội phải cay một tí làm kỷ niệm chứ. Thì về ăn không ăn thì buộc vào vớ. Ăn không? Không. Bắt đầu nha, 2-3 nha. Mà xếp ăn ăn. Và? Thế hai cái cân giả. Cái cân xếp hai cái cân giả. Ăn bài với nhà là. Mình xem lại. Cháu cay rồi nhá. Cháu cay rồi nhá bà. Chị nào bà đấy. Ơi, ngồi tìm ní không? Cứ đi ní bây giờ. Không, ngồi thoải mái đi chị, ngồi đi. Không sao đâu. Không vào đâu. Chị cứ ngồi đấy đi. Chị sang đây lại thấy đầu chị đấy. Chị cứ ngồi ở đấy được rồi. Không cần buộc vào đâu, kệ nó. Thỉnh thoảng hát xong mà ăn một miếng. Hát mệt thì ăn một miếng. Vâng. Hát ăn một miếng. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
หนักไปนึงตัวใดแม่ไปเลยไปคนละดีกว่าไปเลย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 ไ
chiều thì dịch có bây giờ đặt máy nữa. Chào các chú nhá. Trai đẹp gái xinh hát si hay quá. Các chị này ở bản nào đấy? Nè, các anh này không biết á. Đẹp trai thế mà không biết à? Các anh này ở Hà Yến à? Đó. À, Xuân Đế mà. Xuân Đế là đây hội mà, trên hội hát si mà. Mời các bác, các cô chú và các anh chị cùng nghe và xin đối đáp giao duyên trên kênh YouTube Lạng Sơn Thư Tử Quá Tỏ nha. Ngày hội thường niên tháng 5, 18 tháng 8 tháng 8 tháng 8 có phần là khán giả này. Cái này quay nó sáng đẹp hơn nữa nhỉ? Ờ, cái này sáng hơn mà. Cái tiên sinh là nó giảm độ sáng một chút. Chị hát bài nào chưa? Chị có biết hát đâu. Chị không thấy hát nhiều còn gì nữa. Bây giờ không hát gì, không biết hát gì á. Giờ này không hát rồi nghỉ rồi. Cái người hát lắm này. Ở đó hát đâu nhỉ? Hả? Đây hôm nay hát ít nhỉ? Ít thôi chị ạ. Hôm nay người ta đi hội nhiều nhưng hát ít thôi. Hôm nào hội ở trong cao lâu cho chị ấy. 20. Dạ. Chị không ngồi nữa. 12 cái đi. Đấy, bên kia là cái miếng này. Ghế ngồi chứ. Ngồi nghe đi, nhiều người nghe mới ngồi nhỉ. Hôm kia bận lắm chị ạ. Đám cưới gần Tết đấy nhỉ. Ờ em vào quay mà. Thế á, là Bắc Giang lên phải không? Con mặc quần áo nhỉ. Lúc kia gần Tết lắm, nhiều việc không đi được về. 69 mâm. 69 mâm, lớn đấy ạ. Cái đón dâu ở lấy dâu. Mà gần Tết quá rồi, không có sự việc không vào được. Sau Tết còn có đám nào nữa không? Chắc không có. Ít lắm rồi nhờ. Chắc Tết rồi.
Nia na ti nư rư nắng chiều là tan hư Ôi khay à Nia na trình đồng là rơi lúc hư Nhớ là miếng sao dư Trong văn lư cây trà mà hãng ươi kinh ca Nghĩa là tình tông là đời lúc ươi Nhớ là đời là như phục lư lúng thổi ra tí nữa ôi kinh gì nghĩa là tàu này là sắc phụ nữ sư là sắc loài nữ nghĩa là chị với chị phan phúc lư lô tội là pha ư pha sa nghĩa na phùng ni la ma từng ư eo la ma thằng ư na phan phúc lư ma cầu la tí ơi xin chị nghĩa na ô ni ra đời lúc ơi giờ là đời là như sung mong lư bên khâu la pha ư ơi pha chi nghĩa na chiều hào la ca nhoi ư la ca điều ư Yeah,
trong tí là đại ư chính họ Ya na như tay là kha khó như là khát bay như bên sông nơi phố cao là tí ơi tí chơi nhà na vì đi là tu tí ơi bằng nhà mù tí tư chạm tiền nước đó thế thôi ăn rượu là gì ở đây uống rượu được một văn văn lư nam cha ba ca ơi lô a ya na pu rong la chan sao ơi la nam bên trong lưng mà cái là tin nữ ơi sư nàng ya na ninh sĩ na say đại ơi bằng a nhiều đầy bư thêm đời mình đầy là mặt người đã to nhà là lòng băng ra vai phải ơi đại là biết phải ơi nghĩ ra cái chuyện này đi không biết tiền máy nào cầm máy mình đi mới đầy thử đi ông biết hạt tiền máy chắc là hơi tại không nhau ạ hơn thì không sẽ hợp với chữ ổ bát hả nghe anh mà cầm cờ lơ phu cầm la tì ơi bay về nhà na chàng tì la hết đường ơi ở la ma dương ơi
็ดปีเยนาทีเจอรือลองตุลาเข้าเอยอันจามเยนาปูลีลันนี่เอยมือละอันลายมือหลงไม่มาบัดอาคายขึ้นไปแบบนี้เยนาทีเจอรือไม่ได้ก็ไม่ก็ต้องมีมีอะไรหรอบัดขนาดจังไรเยนาทีเจอเลือกเขานาลาไปได้เยนาไปไปลาฟีได้เยอะลาเดียวได้เยอะLoud there.
เธอมันโอไลเธอโอ้ยมินาเฮียนาโปจุงลาตีเอเดอร์ลาโยยาเธอ
đàn sao ơi, giờ là năm ơi. Đứng rồi chị. Đứng. Bay theo là hẳn lưu cơ. Giờ là nơi là như. Chàng mang lửa lại đi à đi à đi xong như thế nhỏ ơi kì kì con đàn ông nhỉ à na phải bắn là cô anh ơi giờ là mi ốp như hôm nay không uống rượu à các chị không uống rượu đâu ti ơi na tao la lửa sông cô la ti ơi. Bắt đầu chia tay kìa. Không, mới bắt đầu bắt tay thôi. Khi nào còn đấy, mình gặp mặt của anh nhé. Na bang te de da dao lai ye oi cha ma yok nong nong ye na long te lai teo oi ma na teo teo mu cầm thấy người là môi.